trần để độ chúng sinh cho tới khi công viên quả mãn mới thôi. Việc này cha nói đây, các con có thể hỏi lại nó để rõ hơn. Nói điều này với các con để các con hiểu thêm sự quan trọng của phần công quả cũng như công phu vậy. Cho nên các con phải săn sóc cả hai phần phước và huệ. Tu huệ là siêng năng tinh tấn công phu hành pháp tinh luyện để khai thiên môn, mở lối cho tiểu hồn phăng đường về quê xưa cảnh cũ. Còn tu phước là vun bồi công quả, phóng sanh bố thí, ban vui cứu khổ cho chúng sinh. Nói tóm lại là phải thi hành đầy đủ tam công tứ lượng, tức lục độ vạn hạnh đó các con. Mà các con phải ráng nhớ hành công quả với tâm muốn cứu khổ ban vui, các con sẽ mau sáng hơn và tiến hóa nhanh hơn nghe các con. Thưa cha, chúng con có nghe nói muốn tu giải thoát sinh tử luân hồi thì chỉ nên chú trọng vào phần công phu thôi, không nên lo việc công quả, làm việc xã hội giúp đời làm gì, vì đây là hạnh nhân thiên sẽ tái luân để hưởng phước trời người. Nếu mình lo công quả, làm việc phước thiện xã hội thì tâm sẽ vọng động, nên phần hồn phải tái luân kẹt lại cõi nhân thiên, không giải thoát sinh tử được. Và con có nghe nói các vị giáo chủ, giáo lãnh, những chức vị lãnh đạo tinh thần của các tôn giáo đều là vai trò đang hưởng phước nhân thiên cả. Có phải vậy không cha? Xin cha giảng cho chúng con rõ. Này các con, câu hỏi này đã có lần cha trả lời với một số bạn đạo ở ngoài Bà Rịa rồi. Sự thật, việc này cũng có phần đúng nhưng cũng có phần sai. Đúng ở chỗ tất cả những việc ở cõi trần, từ chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội, tôn giáo v.v. nói chung là những tiến triển văn minh về vật chất cũng như tinh thần của nhân loại dưới cõi hồng trần đều thuộc về sự điều hành vận chuyển của khối nhân thiên. Các vai trò giáo chủ, giáo lãnh hay là lãnh đạo tinh thần của các tôn giáo đều là vai trò thuộc giới nhân thiên cả. Vì giúp trần lo cho trần gian là công việc hay là hạnh của nhân thiên thừa đó. Nếu con nào xuất hồn lên được cảnh giới này, có cơ hội tiếp xúc với các vị đại Bồ Tát trong quần tiên hội, các con sẽ thấy những vị Bồ Tát đang thi hành hạnh nhân thiên, làm việc rộn rịp ngày đêm, lo cho sự tiến hóa dưới cõi hồng trần đến thế nào. Rồi các con sẽ rõ hơn những gì cha vừa nói đó các con. Duy còn có điều sai là khi cho rằng những đứa con nào muốn tu siêu thoát mà lo làm công quả, lo việc xã hội giúp đời thì phần hồn phải bị kẹt lại ở cõi nhân thiên, không lên được Phật giới. Điều này sai đó con. Vì thật sự kẹt lại cõi này hay không là tùy tâm các con, tùy ở tâm thức, ở trình độ trí tuệ của các con đó thôi. Nếu con làm việc giúp đời, đóng vai trò nhân thiên mà tâm con bị trói buộc vào vai trò đó, ham thích vai trò đó, chẳng hạn làm giáo chủ mà ham thích vai trò giáo chủ, thì tâm thức con phải bị kẹt lại cõi nhân thiên, phần trí tuệ chỉ tiến hóa đến đó và hồn con không thể lên đến cõi siêu thoát được đâu. Nhưng nếu con làm việc giúp đời, đóng vai của nhân thiên mà chỉ vì lòng từ bi, muốn cứu khổ ban vui, muốn cứu độ chúng sinh thoát vòng trầm luân mê muội, muốn hỗ trợ chúng sinh tiến hóa mà tâm con chẳng hề vọng động, chẳng bị trói buộc vào vai trò đó, ấy là tâm của Bồ Tát, của Phật, đó là hạnh của Bồ Tát, hạnh Phật. Ấy là phần trí tuệ đã tiến hóa khỏi giới nhân thiên và do đó linh hồn con vẫn đến được cõi giải thoát như thường chứ con. Này con, hãy nhìn gương Thích Ca chẳng hạn, nó là Phật mà đóng vai nhân thiên đó, là giáo chủ một tôn giáo lo việc cứu độ chúng sinh đó con. Nhưng linh quang của nó có vì thế mà bị kẹt lại cõi nhân thiên đâu. Vai trò giáo chủ với nó chỉ là một thứ áo mão cần thiết phải phát lên để cứu độ chúng sinh thôi. Mặc áo giáo chủ vì lòng từ bi, vì yêu thương chúng sinh, chứ không phải vì thích áo giáo chủ đâu. Ấy là hiện tướng nhân thiên mà làm hạnh của Phật, thế nên phát vai nhân thiên mà vẫn là Phật như thường đó con. Vả chăng nếu trước một việc cần thiết phải cứu khổ chúng sinh, phải lo hỗ trợ cho cơ tiến hóa, mà còn câu nệ vai trò sợ làm việc đó, đóng vai đó không có lợi cho mình, để việc đó cho người khác làm, đấy cũng là còn mê chấp, chưa đúng mức bi dũng và trình độ bi dũng, do vậy cũng kẹt lại đó, không phát triển hơn được đâu con. Mà bi dũng không phát triển được thì trí con cũng không mở hơn được. Và rồi thử hỏi công việc giúp trần gian tiến hóa thật mênh mông không kể xiết, cơ tiến hóa của cha thật bao la vạn đại, còn biết bao nhiêu việc phải làm để cứu độ các linh hồn còn đắm chìm trong mê muội, trì trệ trên con đường tiến hóa của nó. Vậy phải có chiến sĩ để làm việc chứ con. Nhưng rồi cha biết phải nhờ ai đây? Nếu những đứa có trình độ sáng hoặc có điều kiện, có phương tiện tốt lại từ chối vai trò giúp đời, đóng góp vào việc hỗ trợ tiến hóa cho quần sinh hở con? Những đứa không tu cha đã không cậy nhờ gì được ở phần cứu khổ,
chỉ trông cậy vào những đứa con biết tu, biết hướng thượng và có chút tâm hồn để tiếp một tay cứu khổ trần gian. Nhưng rồi nếu những đứa con này lại ích kỷ, chỉ biết lo tu hầu được trở về chỗ sáng hưởng an lạc một mình, để lại gánh trần gian với ức triệu sinh linh mê muội này cho những ai muốn gánh nó thì gánh. Ai gánh bây giờ hỡi con? Nếu không phải là những con biết tu, biết thức giác, biết quay về nẻo thiện, lo tìm chỗ sáng hỡi con? Nhưng rồi nó phải hiểu cho được chân lý này. Lo cho người tức là lo cho ta, và giúp người tiến hóa tức là giúp cho ta tiến hóa đó thôi. Đó là hạnh cao cả của những đứa đã giác ngộ thực sự, nên thấy rõ sứ mạng và nhiệm vụ duy nhất nó phải làm là phát nguyện dấn thân vào ra ba cõi sáu đường cứu khổ độ sinh không biết nhàm chán. Nhờ đó chúng nó mới tiến dần dần đến quả vị Bồ Tát, Đại Bồ Tát và Phật quả. Và cho dù đã thành Phật rồi cũng vẫn không bỏ hạnh Bồ Tát đó các con. Vì sao vậy? Vì các con phải hiểu, tu là hành trình để học bi trí dũng, phát triển bi trí dũng cho đến vô cùng tận. Cho nên làm công quả giúp đời, cứu khổ trần gian với tất cả khả năng của con, ấy là một trong những cách phát triển bi trí dũng đó các con. Song cha thấy rằng sở dĩ các con được khuyên chỉ nên lo hành công phu thôi và không nên lo công quả, có thể vì sợ tâm thức các con yếu đuối, có thể bị mê muội rồi vọng động chấp vào các vai trò hành thiện giúp đời, khiến phần trí tuệ không tiến hóa lên đến chỗ cao siêu được đó thôi. Nhưng con hãy xem gương của một trong những huynh đệ có trình độ tu chứng mà các con đã được biết. Phần trí tuệ đã tới Phật giới, nhưng nó cũng đang thi hành hạnh nhân thiên đó con. Nó cũng đang thực thi công quả tận dụng trí tuệ để tế độ quần sinh. Nó luôn luôn ban rải sự hiểu biết, ban rải khối thanh điển của nó để cứu khổ muôn người. Và rồi cũng xông pha làm việc xã hội bằng cách trị bệnh giúp đời đó con. Và rồi con hãy nhìn lại quãng đời tu hành của nó. Từ khi nó bắt đầu phát huệ là đã tận dụng sự hiểu biết của mình để hỗ trợ cho kẻ khác tiến hóa. Mặt hữu hình thì lo giảng pháp quý người tu, mặt vô hình thì xuất điển đi giúp bạn đạo hành pháp hay đi tế độ vong nhân, lo hỗ trợ tiến hóa cho các linh hồn ở những cảnh thấp của cõi trung giới. Đấy là nó lo lập công bồi đức, vung bồi âm chất để hỗ trợ con đường tu tiến của nó. Nhờ vậy nó mới được mau sáng tiến hóa thật nhanh, và đến nay điển quang của nó mới tới được Phật giới nhanh như vậy đó chứ con. Đấy con xem, ngoài phần công phu nó đâu có thờ ơ phần công quả chút nào đâu. Đã chẳng những nó chăm lo công phu, vung bồi công quả, rồi còn chăm sóc công trình luôn nữa đó con. Tam công nghe con. Con có biết công trình là gì không? Là trì giới nhẫn nhục tinh tấn, tức là việc lập hạnh đó con. Con thấy rõ, khi nó bắt đầu tu đã chuyên chú vào việc lập hạnh rồi. Trường chay giữ giới rất nghiêm nhặt, dứt bỏ tâm trần, khiêm tốn nhẫn nhục, ngày đêm tinh tấn công phu, không dám bê trễ chút nào. Cho nên vậy để các con thấy rằng, muốn đi nhanh, muốn mau sáng phải gắn hành tam công cho đầy đủ rốt ráo, không được giải đãi thiếu sót phần nào cả. Hành tam công cũng để phát triển bi trí dũng đó thôi. Các con có biết việc phát triển bi trí dũng được thực hiện như thế nào không hỡi các con? Các con hãy nghe cho kỹ. Công quả là bố thí, phóng sanh, ban vui cứu khổ. Đó là phương tiện để phát triển đức bi đó các con. Công phu là thực hành thiền định, đó là phương tiện để phát triển đức trí đó các con. Và công trình là trì giới tinh tấn nhẫn nhục, đó là phương tiện để phát triển đức dũng đó các con. Vì việc lập hạnh tức là công trình mà thiếu dũng thì ắt không làm được, nên việc lập hạnh cũng là cách trao dồi chữ dũng đó thôi. Nói tóm lại, muốn phát triển ba đức bi trí dũng thì phải thi hành cho được tam công, tức là công phu, công quả, công trình và tứ lượng, tức là từ bi hỷ xả. Tam công còn gọi một tên khác là lục độ, tức là bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ. Tứ lượng còn được gọi một tên khác là vạn hạnh. Tất cả những công đức mà các con làm để ban vui cứu khổ cho chúng sinh, đó là từ bi hỷ xả hay là vạn hạnh đó các con. Tuy nhiên, cha thấy đa số các con tu phái vô vi vì chưa hiểu nên thường đặt nặng phần công phu, coi khinh phần công quả. Nghĩ rằng muốn mau sáng chỉ cần lo công phu để mở huệ, mở trí. Nhưng các con ơi, các con phải biết rằng, muốn mở trí phải học bi. Bi nhiều hơn, dũng nhiều hơn thì trí con mới được sáng hơn đó các con. Bi càng lớn, dũng càng nhiều thì trí càng mở. Bi con nhỏ hẹp, dũng con yếu hèn thì trí con không thể mở lên cao được đâu các con. Nên nhớ rằng khi con biết thương nhiều hơn, con mới được sáng hơn. Nếu tâm con nhỏ hẹp, thiếu từ ái, điển của con chỉ là đà ở dưới các cõi thấp mà không lên cao được.
Do đó muốn về tới cõi Phật thì con phải học mở tâm ra yêu thương chúng sinh, lo cứu khổ chúng sinh. Vì tâm Phật là tâm yêu chúng sinh, yêu vạn vật muôn loài. Nhờ tâm đó Phật mới chói sáng trí tuệ và về được cõi giải thoát đó con. Nhưng rồi cha nói ngược lại, mục đích việc công phu của con là để mở trí. Nhưng có trí cũng chỉ để thức giác biết thương hơn, tức là đức bi đó các con. Biết thương hơn để sông lướt dùng ý chí phấn đấu với phàm ngã, để chịu khó chịu cực lo cứu khổ chúng sinh, tức là đức dũng đó các con. Nói tóm lại, có phải chăng các con thấy rằng nếu con có trí thì tức sẽ có bi và dũng, nếu con có dũng thì tức sẽ có bi và trí, và nếu con có bi tức sẽ có trí và dũng hay không hả các con? Những đức tính này tương quan chặt chẽ với nhau và con sẽ phải lo phát triển nó luôn luôn trên con đường phản bổn quy nguyên bằng cách hành tam công tứ lượng hay lục độ vạn hạnh cho rốt ráo đó nghe con. Các con muốn mau hồi nguyên thì hãy khá hiểu rõ điều này và quyết chí thi hành cho kỳ được nghe các con. Thưa cha, nhờ cha dạy để con tiếp thu, cha bảo con phải thương, nhưng con muốn thương mà tâm nó không thương, nó không tự động thương, con phải làm sao hả cha? Này con bảo rằng con muốn thương mà nó không chịu thương, con biết vì sao không? Vì phần hồn chủ nhân ông muốn thương nhưng lục căn nó lại chưa biết thương, mà phần hồn vì yếu đuối để lục căn nó lấn lướt rồi nghe theo lục căn luôn. Cho nên khi con tức chủ nhân ông muốn thương mà lục căn không chịu thương là bởi nó chưa biết thương đó con. Nó chưa biết thương thì con phải dạy cho nó học thương, tập cho nó thương. Dạy bằng cách nào hả con? Con dạy không những chỉ bằng cách công phu tinh luyện để giúp lục căn sáng hơn, biết hơn, mà phải bằng cách làm công quả nữa đó các con. Vì công quả là cơ hội để phần hồn bắt lục căn học thực hành tình thương một cách cụ thể. Nếu nó không chịu hành động theo ý muốn của phần hồn vì chưa biết thương, thì phần hồn phải dùng ý chí cương quyết để bắt nó nghe lời trước một công tác tình thương và phụng sự, đòi hỏi sự cố gắng của nó. Nhờ những bài học thực hành đó, dần dần lục căn tiêm nhiễm những thói quen tốt lành, và rồi tự động sẽ biết thương hơn. Nhờ biết thương hơn nên lục căn được sáng hơn đó con. Đấy, phải chăng cũng là một cách quá độ lục căn trong bản thể, giúp nó sáng hơn bằng cách thực thi công quả hay không? Và phải chăng làm công quả cũng là dịp con yêu thương chúng sinh trong bản thể của con hay không? Như vậy, các con có thấy rằng giúp lục căn sáng suốt hơn không phải chỉ bằng phép công phu mà bằng cả công quả nữa phải không con? Con nên nhớ làm công quả là học bi bằng cách thực hành đó con. Học bi mà không thực hành thì không thể thuộc chữ bi, mà chữ bi không thuộc thì trí không mở đâu con. Do vậy, làm sao con tiến lên cao được? Mà không tiến lên cao làm sao con cứu độ được chúng sinh trong bản thể con hả con? Thưa cha, nhưng con không có cơ duyên làm công quả, con thiếu phương tiện để làm phước, như vậy con phải làm sao hả cha? Này con, việc con nói không có cơ duyên ư? Con hãy nghe đây, khi con thương thật sự thì tự động con sẽ thấy có cơ hội để con làm, để con phục vụ đó thôi. Con nên tìm cơ hội để làm chứ đừng để cơ hội tìm đến con. Con muốn đi mau, muốn sáng nhanh mà con không chịu dọn gai gốc thì con đi tự nhiên con bị trì kéo thôi. Vì nghiệp trần còn nặng thì làm sao con đi dễ dàng khỏi bị khảo đảo, khỏi bị trì trệ chậm trễ hả con? Do vậy con phải lo hóa giải nghiệp lực bớt đi bằng cách trả nợ trần, phục vụ quần sinh, lập công bồi đức để vun bồi âm chất, dụng phước trừ nghiệp. Có như vậy nợ trần mới nhẹ dần, nghiệp chướng tiêu bớt, con đi mới dễ. Nghiệp nặng, thiếu phước đức, con muốn tu tiến đi lên cũng phải chịu nhiều khảo đảo đắng cay, khó đi nhanh được. Còn con nói thiếu phương tiện để làm phước ư? Cha cho con rõ, phải quan niệm công quả một cách rộng rãi phóng khoáng hơn. Không phải chỉ bố thí vật chất tiền bạc cho người nghèo khổ mới là công quả đâu. Phải hiểu công quả bao la hơn là bố thí cả vật chất lẫn tinh thần, là cứu khổ ban vui, là phụng sự cho chúng sinh tiến hóa đó các con. Nếu các con có trình độ hiểu biết hơn, các con sẽ thấy hay nhất là bố thí thanh điển. Vì thanh điển sẽ giúp chúng sinh bớt nặng nề, bớt ngu muội, bớt đau khổ hơn. Hằng ngày các con có thể ban rải những tư tưởng tốt lành thánh thiện ra trong không gian để giúp những kẻ yếu đuối tối tâm ác trược được vươn lên. Đấy cũng là cách bố thí rất hay và là công quả đó con.
Cách bố thí này, nếu con thực hành luôn luôn trong ngày, con sẽ giữ được con thanh hơn. Đấy là con đã đem điển của mình vượt qua lớp trược khí dày đặc để lên được tầng thanh điển của càn khôn. Nhờ vậy con được nhẹ nhàng, sáng suốt, phát triển nhanh phần trí tuệ hơn đó các con. Bạch cha, chúng con thấy trong các đàn cơ hay nói tới tam công tứ lượng. Cha đã giảng cho chúng con hiểu tam công rồi, nhưng tứ lượng là gì hả cha? Này con, tứ lượng đây là tứ vô lượng tâm, là bốn hạnh cần thiết của người tu, tức là từ bi hỷ xả. Bốn hạnh này gom lại một hạnh là thương đó con. Con hiểu chữ thương cho đơn giản, vì có thương con mới có từ bi hỷ xả được đó con. Tóm lại bốn đức này gom lại một chữ bi, và chữ bi của con phát triển chừng nào thì tứ vô lượng tâm phát triển đến chừng đó. Nói một cách khác, nếu con hành tròn tam công thì tự nhiên con sẽ có tứ lượng trong đó rồi. Con có hiểu điều này không hỡi con? Thưa cha, dạo này vì thời cuộc, vì hoàn cảnh khó khăn, chúng con rất dễ động loạn, khó công phu, hành pháp thấy nặng nề, lười mỏi, có khuynh hướng bê trễ. Ngoài ra chúng con thấy dễ bực dọc, sân si, cáo kỉnh. Chúng con biết là lục căn đang trèo lên, nhưng không biết làm sao trị nó. Xin cha dạy cho chúng con trị bằng cách nào hỡi cha? Này các con có biết vì sao có hiện tượng gặp những khó khăn đó không? Vì hiện tại tầng trược khí rất dày đặc đang bao phủ trần gian. Con nào mở được huệ nhãn sẽ thấy trược khí vươn lên ngất trời. Trược khí khiến chúng con nặng nề loạn động, tối tâm điên đảo. Và tất cả chúng con đều phải bị ô nhiễm không nhiều thì ít, khó tránh khỏi. Do vậy con nào chưa trụ được tâm, ý chí chưa vững thì màn này phải đảo điên vì trược khí. Bị trược khí xung quanh tấn công, xâm lấn mà chủ nhân ông thiếu ý chí không chủ động được thì tự nhiên lục căn trèo lên khảo đảo, khiến chúng con sanh ra dễ bực dọc, cáo kỉnh, sân si, buồn chán, đau khổ, rồi làm điều xấy quấy đó thôi. Dạo này các con ngồi công phu thường thấy nặng nề, nếu thiếu ý chí thì sẽ giải đãi, lười mỏi, hành lấy lệ. Hành pháp như vậy khó nhận được thanh điển rút đi lên. Khi bản thể chúng con không được bao nhiêu phần thanh thì chúng con phải thấy nặng nề, buồn chán, đau khổ, hoang mang, loạn động, bị lục căn làm chủ, và rồi có thể làm điều xấy quấy để kéo phiền phức khổ nạn đến khảo đảo. Thế nên cha khuyên các con ráng siêng hành pháp luân cho nhiều trong ngày, càng nhiều càng tốt để giải bớt trược khí ô nhiễm. Vì khi con làm pháp luân vận hơi thở là lúc con đem phần dương trong không khí vào dương hóa bản thể con, để con được nhẹ được sáng. Dạo này trược khí nặng nề, mỗi khi vận hơi thở con không đem được bao nhiêu dương khí vô đâu. Cho nên các con phải ráng siêng hành pháp luân thật nhiều, mới mong giải bớt phần âm khí trong các con, để các con bớt khổ. Thêm vào đó, để các con làm chủ mình hơn và phấn đấu trị lục căn, các con hãy thử làm cách sau đây. Khi vừa thấy tâm ý mình xao xuyến, vọng động, buồn chán, âu lo hay cáo kỉnh, bực dọc, thắc mắc, tức giận người nọ, kẻ kia, bất cứ lúc nào trong ngày, các con hãy tức khắc cắt đứt ý tưởng đang gây loạn động, hít hơi vào chậm và sâu, thở ra cho thật hết, làm như vậy cho đến khi con chủ động lại hơn. Đang khi con hít hơi, con co lưỡi răng kề răng, niệm Phật hay niệm tên cha, tưởng nơi trung tim của bộ đầu, vừa niệm Thượng Đế, vừa tưởng mình hợp nhất với Thượng Đế, mình là Thượng Đế đang cai quản cái bản thể này. Rồi ở ngôi vị Thượng Đế, con bắt đầu nghĩ chúc phúc cho tất cả chúng sinh trong bản thể con, chúc phúc cho lục căn, vì chúng đang chịu nặng nề, tối tâm đau khổ, nên mới nổi loạn, dấy động do thiếu phần thanh, phần sáng đó con. Con nghĩ con ban hồng ân cho nó, ban sự sáng suốt cho nó, rồi luôn luôn bằng tư tưởng con khuyên dạy nó tu, khuyên nó phải tiến hóa, giáo dục nó nghe theo ý chí sáng suốt của chủ nhân ông để được mau thoát vòng trầm luân đau khổ. Con nói chuyện với nó bằng tư tưởng như người cha nói chuyện với những đứa con nhỏ dại ngu muội của mình. Khi nó hoành hành dữ lên thì con dùng tư tưởng rầy dạy nó. Nếu hàng ngày con biết làm thường thường công việc giáo dục và chúc phúc như vậy thì chắc chắn lục căn của con sẽ được huấn luyện thuần thục dần dần, cho đến khi nó chịu quy phục và nghe theo ý chí sáng suốt của chủ nhân ông. Nếu con chịu chú tâm thực hành thường xuyên, không lười biếng, không giải đãi buông trôi, thì cách dùng tư tưởng hợp nhất với Thượng Đế, rồi ban ơn, rồi giáo hóa dẫn tiến lục căn này rất hay và rất hiệu nghiệm đó các con. Các con hãy làm cách này để hóa độ lục căn của các con đi, điều này rất tốt.
Vì khi con dùng những tư tưởng tốt lành rõ rệt, mạnh mẽ để răn dạy, để giáo dục, để nói chuyện với lục căn một cách nghiêm túc, thì lúc ấy tư tưởng tốt lành mạnh mẽ của con sẽ phát ra luồng thanh điển để kéo lục căn lên chỗ sáng hơn. Con nào có trình độ huệ nhãn, nó sẽ có dịp chứng nghiệm hiện tượng lục căn lục trần nghe chủ nhân ông thuyết pháp. Đây không phải là điều tưởng tượng, vì sự hiện diện của lục căn lục trần trong bản thể con người là một sự kiện hoàn toàn có thật đó các con. Con nào cũng có thể chứng nghiệm thấy được cảnh này khi nó có trình độ huệ nhãn cao. Các con ai cũng vậy, từ trong nặng đi ra nhẹ, từ trượt đi lên thanh thì chắc chắn phải có sự trì kéo rồi phải phấn đấu với lục căn lục trần. Nhờ chỗ phấn đấu với sự trì kéo này, con mới học trao luyện ý chí, mới có bài cho chúng con học để tiến hóa. Chúng nó cũng như con nít thôi con, thế nên nếu con biết răn dạy giáo hóa khuyên nhủ chúng nó luôn luôn bằng những tư tưởng tốt lành, thì chắc chắn dần dần con sẽ ảnh hưởng chúng nó chịu tu tiến theo con. Con hãy nhìn gương những con thú trong gánh xiếc, chúng hung dữ ngu muội, nhưng rồi con người vẫn thành công trong việc chế ngự chúng và hướng dẫn chúng hành động theo ý muốn đó con. Ấy là vì con người đã chuyên tâm chịu khó dùng ý lực của mình để dạy dỗ huấn luyện nó luôn luôn. Còn lục căn lục trần của con cũng vậy, nếu con không trông nom săn sóc giáo dục nó, dùng ý lực huấn luyện nó thường xuyên để nó lấn áp, nghe theo nó luôn luôn, không dạy, không khuyên, không la rầy nó, hoặc dạy một ngày rồi bỏ quên 10 ngày, thì tự nhiên nó không nhớ những lời dạy của con, và rồi lại quan đàn hư đốn, leo lên nắm quyền sát phạt lại con thôi. Vậy các con hãy áp dụng cách tự hóa độ lục căn theo phương pháp cha vừa diễn giải, cho sớm có kết quả như ý đi nghe các con. Thưa cha, khi con thọ pháp hành thiền, con được dạy rằng không cần phải cố gắng lập hạnh hay diệt tham sân si hỷ nộ ái ố dục, mà chỉ cần công phu theo pháp lý một thời gian thì tự nhiên tánh tình sẽ thay đổi. Nhưng cho đến nay sau một thời gian hành thiền, con vẫn chưa thấy khá hơn, vẫn nóng giận, vẫn sân si và nhiều tật xấu. Nhưng con thấy những bạn tu khác hành pháp này thì có chứng nghiệm, có sự tiến bộ nhiều trong việc sửa tánh. Xin cha dạy cho biết tại sao trường hợp của con lại không được hiệu quả hả cha? Này các con, cha thấy đa số các con trong phái vu vi hay lý luận rằng không cần sửa để pháp nó sửa. Đây, để cha phân tích cho các con rõ. Nếu con muốn tiến hóa nhanh, muốn mau sáng thì việc trao tâm sửa tánh lập hạnh rất cần thiết chứ con. Việc lập hạnh hay công trình rất là quan trọng và hỗ trợ đắc lực cho sự tiến hóa của người tu. Và chăng việc công phu và việc lập hạnh có tương quan rất mật thiết với nhau? Vì phải chăng việc công phu buổi tối hỗ trợ cho việc lập hạnh ban ngày, và việc lập hạnh ban ngày hỗ trợ cho việc công phu buổi tối hay không hỡi các con? Vì sao công phu buổi tối lại giúp việc lập hạnh ban ngày hỡi con? Đây cha cho các con rõ, buổi tối nếu con ngồi công phu sốt sắng, không lười mỏi, không giải đãi, không lo ra, nhờ trụ tâm ý và nhờ cách vận hơi thở, con mang được một số thanh điển của trời đất vào thanh lọc bản thể, quân bình lại ngũ hành sau một ngày nó bị rối loạn, bị trượt quá vì những sinh hoạt hồng trần của con. Cho nên khi con công phu buổi tối, hôm sau con người được ổn định hơn, vui tươi phấn khởi hơn, tánh tình con nhờ đó được thăng hoa, giúp con dễ sống đạo đức hơn. Đấy là công phu buổi tối giúp việc lập hạnh ban ngày đó con. Rồi vì sao lập hạnh ban ngày hỗ trợ việc công phu buổi tối hỡi con? À, điều này con có thể chứng nghiệm được khi con sống một ngày đầy loạn động, dẫy đầy tham sân si hỷ nộ ái ố dục. Tự nhiên con thấy nặng nề mệt mỏi, buổi tối ngồi công phu khó khăn, lười mỏi, giải đãi lo ra, ngồi thiền cho lấy có. Thế nên bản thể chẳng hưởng được bao nhiêu thanh điển, ngũ hành không có cơ hội được thanh lọc và quân bình trở lại để giúp cho sự cải sửa tánh tình lập hạnh ban ngày. Do đó mà công phu hoài không thấy tiến bộ, ấy là việc lập hạnh ban ngày hỗ trợ cho các con. Bộ con phải vừa công phu vừa lập hạnh, đừng có ỷ lại vào pháp môn, chờ nó cải sửa cho mình, chờ biết chừng nào hả con? Cận ngày giờ rồi lo đi mà không kịp thôi con. Vả chăng nếu con muốn ỷ lại vào pháp để pháp nó sửa cho con, việc này cũng được chứ con. Có điều ỷ vào pháp cậy nhờ nó thì phải siêng năng bám theo nó, tức là con phải ngày đêm tinh tấn công phu, chuyên chú siêng hành pháp luôn luôn, không bê trễ, không giải đãi. Mỗi lúc công phu phải sốt sắng, không bê bối lo ra. Hành được như vậy thì đương nhiên và chắc chắn con phải thấy tiến bộ. Đấy là ỷ lại mà biết sáng suốt ỷ lại đó các con. Thưa cha, con có biết một bạn đạo trước đây vào thời gian đầu hành theo pháp lý này rất thấy tiến bộ, tánh tình thay đổi, có
Có khi lúc công phu nhắm mắt lại thấy được ánh sáng xẹt ra từ tâm tinh bộ đầu, có khi thấy được cảnh này cảnh kia, nhưng một thời gian sau công phu lại bị sút kém, không còn được thấy như trước và tánh tình trở lại nóng nảy gắt gỏng như khi chưa tu. Người này cho biết mỗi tối đều có hành công phu, vậy xin cha cho rõ tại sao lại có sự thoái bộ như vậy khi vẫn công phu đều đặn hả cha? Này con, mỗi tối vẫn ngồi công phu nhưng sở dĩ thoái bộ vì nhiều lý do, cha tạm kể vài lý do sau đây. Vì dạo sau này khi công phu, bạn con không đủ định trí để đem được số thanh điển cần thiết thanh lọc và ổn cố ngũ hành, hầu quân bình lại mọi tổ chức cơ năng trong bản thể sau một ngày vọng động vì những sinh hoạt hồng trần đó con. Rồi phải thấy chỗ này, trong ngày con bị vọng động nhiều với đời sống trần gian khiến thần tán khí hao điển mất. Do đó bản thể bị ô nhiễm nhiều trượt nên tối về ngồi công phu phải thấy nặng khó khăn, điển không rút đi lên được. Công phu nặng càng khiến con giải đãi lo ra, lười mỏi hành lấy lệ rồi xả thiền. Đã bị ô nhiễm trong ngày rồi lúc công phu lại giải đãi không ráng tinh tấn hành pháp để hội tụ được số thanh điển thanh lọc, quá giải bớt trượt khí trong bản thể. Nên năm luồng điển của ngũ tạng tâm can tỳ phế thận phải bất thông, không được cải sửa lại trật tự ngũ hành rối loạn mà không quân bình lại được, thì tất nhiên con phải thấy sút kém thoái bộ cả mặt tinh thần lẫn sức khỏe cơ thể. Thấy nóng giận trở lại là vì quả can bị nghẹt không thông đó. Do vậy dầu luân xa ở tâm tinh bộ đầu có mở được chút ít nhờ thanh điển hội tụ được khi công phu tốt lúc trước đó, phải bị che lại sau này vì ô nhiễm trượt mà thôi. Lý do nữa vì giai đoạn sau này là màn của khối trượt khảo đảo nên tầng trượt khí bao quanh cõi hồng trần càng ngày càng dày đặc. Các con tu thiền phải cố gắng hơn bội phần theo đà phát triển của trượt khí thì mới mong quá giải bớt ảnh hưởng của khối trượt điển đang tác loạn ở đấy. Nếu các con cứ tiếp tục công phu theo đà từ trước đến nay thì chắc chắn phải thấy hiệu quả sút kém mà thôi. Cho nên cha đã khuyên các con phải ráng siêng hành pháp luân cho nhiều trong ngày vào bất cứ lúc nào con có điều kiện. Ngoài ra con ráng hành những gì cần thiết cho cơ cấp cứu để hóa giải bớt trượt khí mà con nào cũng phải bị ô nhiễm không ít thì nhiều. Đấy là trường chay, mật niệm danh cha hay mật niệm các vị Phật, các vị Bồ Tát và siêng năng tinh tấn công phu. Những điều trên cha đã phổ biến cho các con biết rồi. Trở lại vấn đề con hỏi, cha tóm tắt rằng sở dĩ đứa kia vẫn công phu mỗi tối mà bị thoái bộ là vì những điểm này. Một là không hành công phu tốt nên không bồi bổ lại được phần điển đã mất. Hai là vì ban ngày bị loạn động nhiều bởi cảnh sống nên ảnh hưởng việc hành pháp buổi tối khiến công phu không được kết quả tốt đó con. Ba là vì công phu đã không theo kịp với đà phát triển của trượt khí, những sự kiện này đã đưa tới chỗ thoái bộ của bạn con. Điều này cha đã nói tổng quát cho mọi trường hợp chung mà các con đều có thể gặp, có thể có trường hợp đặc biệt riêng rẽ nhưng cái đó phải xét cho từng cá nhân mới được đó con. Thưa cha, con có nghe nói đến hội Long Hoa và hội Long Vân, vậy xin cha giải thích rõ hơn về sự khác nhau giữa hai hội này đó cha. Này các con, Long Hoa với Long Vân cũng chỉ là một mà thôi, nhưng được thể hiện bằng nhiều trạm, tạm gọi là trạm bán kết, trạm chung kết vân vân. Hiện tại khối trượt đang hoành hành ở đây, khiến con người phải chịu nhiều thử thách như nghèo đói, bệnh hoạn, tai nạn, chết chóc, thiên tai, địa ách vân vân. Đấy là cơ khảo thí Long Hoa đang diễn bài. Đợt khảo thí này là đợt bán kết, là cơ sàng sải để thanh lọc một số phần hồn nặng nghiệp sát và trượt đúng mức của ma quỷ. Qua đợt này sẽ là cơ chuyển tiếp, là giai đoạn giúp các con có điều kiện tiến tu hơn để chảy nước rút cho kịp dự kỳ chung kết. Còn đợt chung kết nữa đó con, nhưng nếu con không qua được đợt này thì làm sao giữ được kỳ chung kết hở con? Đợt khảo thí chung kết sẽ là cơ tận diệt, là kỳ phán xét cuối cùng. Đợt này sẽ vô cùng dữ dội, con nào không đủ trình độ tiến hóa đạo đức và trí tuệ thì phải tiêu trong màn này. Vì đây là đợt mà cha tuyển chọn rặt rồng giống tốt để vào kỷ nguyên thánh đức đó con. Trình độ tối thiểu cũng phải là sạch hết những tánh ganh tị, nhỏ mọn, đố kỵ, tị hiềm, chấp ta, ngã mạn, phân biệt, chia rẽ. Tóm lại phải có trình độ đại đồng, biết thực thi tình bác ái huynh đệ giữa đồng loại, không phân biệt tôn giáo, màu da, chủng tộc, giai cấp đó các con. Thưa cha, có bạn đạo nói tu vào Long Hoa là còn thấp, họ tu không cần vô dự Long Hoa hội, họ tu để về thẳng cõi giải thoát. Thưa cha,
tu không vô Long Hoa hội có được không hả cha? Này con, đại hội Long Hoa lần này là kỳ đại hội điểm đạo lần thứ 3 của quả địa cầu 68 này đó con. Đây là một cuộc điểm đạo hết sức vĩ đại và quan trọng mà tất cả các hàng Phật, Tiên, Thánh và những phần hồn tiến hóa đủ tiêu chuẩn được tuyển chọn đều phải tham dự cả. Đây là cuộc điểm đạo vô cùng lớn lao để định vị cho tất cả những ai được đắc quả hoặc chịu gắn công tu hành ở kỳ 3 này đó con. Những con nào nếu tới được trình độ Niết Bàn ở kỳ 3, đến giờ đó dĩ nhiên cũng đều phải có mặt để xướng danh định quả vị. Lúc đó phải trình diện trước công đồng Long Hội chứ con. Có hỏi tu không vô Long Hoa có được không? Được chứ con, phải có trường hợp đó chứ con. Đó là trường hợp của những đứa bị loại tên vì không đủ tiêu chuẩn tiến hóa sang thời Thánh Đức đó các con. Duy có điều các con phải hiểu, Long Hoa chưa phải là mục tiêu tối hậu của người tu đâu các con. Đấy chỉ là một chặng đường tiến hóa mà trên chu trình tiến hóa đăng đẳng của con phải đi ngang qua đó mà thôi. Các con có biết mục tiêu tối hậu của các con là gì không? Là phải về đến cội nguồn đó các con. Về đến nơi mà con đã phân ly để tách bước ra đi. Các con ơi, các con phải về để hợp nhất với Đại Hồn Cha. Tiểu Linh Quang phải hòa với khối Đại Linh Quang của Càn Khôn Vũ Trụ. Con phải về đến ngôi Thượng Đế, để con biết Thượng Đế, để con thật biết con, để con hiểu rằng trọn chu kỳ tiến hóa của con đi xuống để rồi trở về là chỉ để con đi học về con đó mà thôi. Các con có hiểu được sự kiện tối quan trọng này không hả các con? Thưa cha, người biết tu quá ít, kẻ không tu quá nhiều. Người đi lên chẳng mấy ai, kẻ đi xuống thôi đông nghẹt. Như vậy có phải là điều bi quan chăng khi khối trượt thắng thế hả cha? Này con, sự kiện đó cũng không có gì phải bi quan đâu con. Cũng là nằm trong lý vận hành của càn khôn thôi. Guồng máy âm dương chuyển động luôn luôn theo định luật tiến hóa không ngừng của vũ trụ. Cho nên trời đất phải có lúc nóng lúc lạnh, lúc mưa lúc nắng, lúc tối lúc sáng, lúc thịnh lúc suy. Khi thì âm suy dương thịnh, khi thì âm thịnh dương suy. Lúc thì ánh sáng tràn lan, lúc thì bóng tối chuyển động. Đây là lúc bóng đêm hoành hành, nên con người dễ có khuynh hướng ngã vào sự tối tăm ngu muội. Rồi lại có lúc vầng đông ló dạng, ánh sáng bừng lên, con người sẽ thức giấc sinh động lại, rồi vươn lên trong ánh nắng chói chang đó thôi các con. Thưa cha, gần đây cảnh đời quá loạn động, nhiều người tu thấy hạnh tu cũng khá, nhưng đùng một cái bỗng trở nên bê bối, làm nhiều điều sai quấy, hoặc ăn nói lăng nhăng như một người chưa hề biết tu. Chúng con thật không ngờ và không hiểu tại sao vậy thưa cha. Này các con ơi, đây là một tai nạn xót xa của người tu mà tất cả các con đều có thể vấp ngã trên cuộc hành trình đăng đẳng về quê xưa chốn cũ đó các con. Chuyện vấp ngã ấy cũng dễ hiểu thôi. Khi trượt dày đặc tràn ngập khắp nẻo trần gian, tất cả các con đều phải ít nhiều bị ô nhiễm và phải chịu ảnh hưởng khảo đảo bởi việc trả quả cộng nghiệp. Người tu trong màn này phải biết đề cao cảnh giác, phòng bị nghiêm nhặt, kiểm soát mình luôn luôn chớ để lơi tâm. Vì con nào cũng phải chịu trượt tấn công ít nhiều tùy theo nghiệp lực cá nhân hay gia đình nó, và chắc chắn không con nào khỏi đâu con. Cho nên tất cả các con đều phải ở trong tư thế sẵn sàng chuẩn bị nghiêm túc để đủ bình tĩnh sáng suốt đối phó với nghịch cảnh đưa đến. Cũng vì vậy một khi giải đãi không phòng bị chu đáo, không bế chặt ngũ quan nhãn nhĩ tỷ thiệt thân để lo quay vào trong củng cố thực lực, chẳng khác nào cảnh địch quân đang vây quanh thành. Nếu thành không bế chặt cửa, không lo củng cố lực lượng bê trễ việc canh phòng kiểm soát, bài thế sơ hở cho kẻ địch thì chắc chắn giặc sẽ tràn vào tấn công. Nếu không đủ thực lực cầm cự thì phải yếu thế thất thủ đó thôi. Cảnh thất thủ đó chính là sự vấp ngã của người tu trong cơn thử thách khảo đảo. Các con ơi, đây là một thực trạng đau xót nhưng rất bình thường và mọi linh hồn đều phải có dịp chứng nghiệm qua trên cuộc hành hương trở về của nó đó con. Con đường đi lên thì phải vậy, phải phấn đấu luôn luôn trong thử thách đắng cay để học hỏi hiểu biết, và rồi phải có khi vấp ngã đó thôi. Vì thế con ơi, hãy nhìn hiện tượng đó với đôi mắt thật bình thường, đầy cảm thông và hiểu biết nghe con. Vì khi con chưa hiểu biết thì con ngạc nhiên tức giận, lên án khinh ghét, lánh xa kẻ đang vấp ngã. Nhưng khi con hiểu biết rồi thì con phải cảm thông, yêu thương, tế nhị và phải hỗ trợ kẻ ấy vươn lên mới đúng chứ con. Ấy là thực thi tình thương giữa đồng loại, là thực thi bi trí dũng của người tu.
bao giờ các con chưa thực hành được điều này còn nghe lòng mình tị hiềm, khinh ghét, đố kỵ là con chưa đủ tiêu chuẩn để được tuyển chọn vào quân thánh đức nghe con. Con nên hiểu rằng tiến trình đi từ chỗ nội tâm rối loạn đến hiện tượng bị vấp ngã của một cá nhân thật là phức tạp. Nhiều u uẩn tế nhị mà chỉ có Thượng Đế mới có thể phân tích, đánh giá đúng mức để phê phán và kết án kẻ sai quấy đó thôi con. Cho nên chỉ có cha mới ở vào vị thế đúng đắn nhất để lên án, cần thiết lên án và có quyền lên án một linh hồn. Vì khi cha lên án nó, cha sẽ cùng lãnh án với nó. Khi cha chỉ trích sự sai quấy của nó, cha biết yêu thương và hiểu được bản chất sai quấy đó. Khi cha đai nghiến nó, cha sẽ cùng đau đớn với nó. Khi cha dùng luật răng phạt nó, cha sẽ cùng nó gánh chịu quả báo. Và cha chỉ hành động chỉ vì mục tiêu tiến hóa của nó mà thôi. Chỉ khi nào con làm được như vậy thì con tha hồ có quyền chỉ trích, tức giận, kết án, khinh ghét, tị hiềm, đố kỵ, oán giận, tàn nhẫn đối với một kẻ sai quấy vấp ngã. Còn nếu con chưa làm được thì đấy chỉ là những tư tưởng, những hành động phát xuất từ vô minh, chỉ làm con kẹt trong hẹp hòi ngu muội, gieo nghiệp không lành để phải trả quả, làm trở ngại đà tiến hóa linh hồn con lên đến chỗ sáng suốt đó con. Tóm lại, màn này hỗn loạn đảo điên, tất cả các con một mặt phải luôn luôn hướng nội, ráng giữ tâm ý không cho buông lung theo ngoại cảnh, phòng bị và kiểm soát mình luôn luôn, một mặt lo thanh lọc bản thể bằng công phu, bằng công trình để ổn cố điển lực. Nên tỉnh bất khẩu dành việc niệm Phật để giữ điển, chớ nói chuyện đời nhiều. Màn này con nào nói nhiều sẽ có khuynh hướng phát ngôn bừa bãi, sanh chuyện rắc rối và đi tới chỗ loạn tâm. Nên nhớ nói nhiều hao khí điển sẽ bị nhiễm trược, gây loạn động tâm thần, còn có thể vương mang khẩu nghiệp nếu lời nói không lành và không hữu ích, rồi có thể gặp nhiều rắc rối bởi sự thiếu cẩn ngôn. Vậy các con khá hiểu và giữ mình để vượt qua cơn khảo đảo này nghe con. À, ở đây cha cũng thấy việc này. Thường khi các con cho rằng người tu mà nhất là đại nguyên căn hay gặp cảnh thử thách vấp ngã, rồi các con sợ phải làm đại nguyên căn. Sự thật thì không phải vậy đâu con. Đâu phải đại căn mới gặp thử thách đâu con. Thử thách là do quả nghiệp của con đó thôi. Còn tiểu căn mà nhiều nghiệp, con cũng gặp liên miên thử thách như thường vậy. Nhưng đại căn thì linh tánh sáng hơn, lỡ vấp ngã còn có thể có cơ may vươn lên được. Còn tiểu căn thì linh tánh lu mờ, khi ngã rồi khó mà vươn lên nổi đó con. Cho nên được đại căn là phước lớn chứ con. Có điều ở đây con nên biết, mọi nghịch cảnh thử thách khó khăn ghê gớm đến đâu cũng không nguy hiểm bằng nỗi yếu hèn, sự sợ hãi của nội tâm, của ý chí, của linh hồn con. Chính nó là cái bóng ma lởn vởn, là thủ phạm đích thực gieo khiếp sợ, gây trở ngại cho con, chứ không phải là những sự khảo đảo từ bên ngoài đâu. Trên cuộc hành trình trui rèn ý chí và học hỏi tiến hóa của con, phút giây nào mà con xua đuổi được bóng ma yếu hèn sợ hãi ngay trong tâm, khắc phục được thủ phạm đó thì tức khắc mọi thử thách dẫu gian truân đến đâu cũng phải tan biến như khói sương trước vầng đông minh triết đó con. Vậy, vấn đề ở đây không phải là sợ hãi, trốn chạy thử thách hay mong cầu đừng gặp thử thách. Cha lặp lại, vấn đề ở đây không phải là sợ hãi, là trốn chạy thử thách hay mong cầu đừng gặp thử thách. Vì không gặp thử thách là chuyện không hề xảy ra cho bất cứ một linh hồn nào phải xuống thế để học hỏi đâu con, nhất là lúc mà nó còn vướng vòng nghiệp quả. Vậy chỉ còn có cách là phải đối diện với thử thách và chế ngự nội tâm để vươn lên. Đây là bản năng tự vệ cần thiết của linh hồn trên đường tiến hóa của nó. Nên biết rằng khi con gục ngã trước một thử thách, ấy không phải là bị gục ngã vì sự thử thách, mà vì sự yếu đuối, sự sợ hãi của linh hồn con đó. Là người tu, nếu con muốn tìm lên chỗ sáng suốt minh triết, muốn được tiến nhanh, muốn mau sáng, muốn mau mở huệ, con hãy cố vứt bỏ dứt khoát những tư tưởng sợ gặp thử thách, sợ khổ, sợ gian truân, sợ nguy hiểm đi các con. Những nỗi sợ hãi này sẽ làm chân thần lu mờ, trí tuệ không sao phát triển và con không thể tiến hóa lên cao được. Một linh hồn thiếu dũng mãnh sẽ bị là đà trong vòng luân hồi chuyển kiếp mãi cho đến khi đủ ý chí đại hùng để vượt lên cõi sáng. Cho nên con nào muốn giải thoát thì dứt khoát phải học dũng mà thôi. Nên nhớ rằng một linh hồn yếu đuối, sợ hãi chắc chắn không thể sáng được và rất dễ vấp ngã, rớt rơi trong cơn khảo thí này đó các con. Các con hãy khá hiểu và cố thực hiện cho kỳ được đức dũng, tức là đại hùng nơi nội tâm nghe các con. Thưa cha, con cố bỏ tánh sân mà chưa được, ai chọc giận là con nóng lên không nhịn được. Xin cha dạy con cách sửa thưa cha. Này con ráng hành pháp luân nhiều hơn nữa để đem thanh khí cải sửa bản thể, khai thông ngũ tạng.
Khi ngũ hành phân tán, ngũ tạng phải bất thông đó con. Quả can con bị nghẹt nên bị nóng nảy sân si đó. Ở đây cha nói thêm về tánh sân để hướng dẫn cho con phần tư tưởng giúp con cải sửa. Sân là bản chất của Thượng Đế cũng như của con. Cha đã giảng điều này. Nếu con muốn lên chỗ sáng suốt, con sẽ không diệt mất tánh sân, nhưng con bỏ sân trượt để học sân thanh. Vậy là sao hả con? Đây cha giảng thích cho con rõ. Sân ở con người là phản ứng đáp trả lại sự kích động của đối tượng khác bằng tư tưởng, bằng lời nói hoặc hành động. Khi con sân kiểu nặng trượt, lúc đó con có phản ứng phóng ra những tư tưởng nặng nề, tức những luồng trượt điện đến cá nhân chọc giận con. Con phát ngôn nóng nảy và có khi có những hành động sai quấy dẫn đến những hậu quả không hay. Kiểu sân này chỉ phá hoại con, ảnh hưởng xấu cho bộ máy bản thể con, khiến nó mau hư hỏng, làm cho con trượt và cá nhân kia trượt hơn. Chưa kể đến những hậu quả tai hại chưa lường trước bởi những hành động thiếu sáng suốt lúc giận dữ. Tất cả những cái này sẽ thành nghiệp lực tác động trở lại con để trì trệ sự tiến hóa của con đó. Giờ đây con bắt đầu học thực hành sân thanh. Khi bị một kẻ chọc giận, con ráng im lặng, tránh phản ứng ngay sự giận dữ lúc đó. Và để trợ duyên cho việc giảm bớt sự bực tức, con co lưỡi răng kề răng, hít vô chậm chậm, thở ra cho hết hơi. Vừa mặc niệm tánh cha hay niệm Phật, tưởng ngay trung tâm bộ đầu. Hít thở nhiều lần như vậy, đến khi nghe tâm dịu lại. Lúc ấy con nghĩ con hợp nhất với Thượng Đế, rồi bắt đầu hành sân thanh. Khi ấy con nghĩ mình là Thượng Đế và phản ứng đáp lại kẻ chọc giận con bằng những tư tưởng tốt lành, bằng cách ban hồng ân cho nó, chúc phúc cho nó được sáng lên hơn để hiểu hơn đó con. Tuy những tư tưởng này cho đến khi con nghe nội tâm thanh bình trở lại. Đây là cách phản ứng thích đáng và sáng suốt nhất, vừa bảo vệ con, dinh dưỡng con, vừa vun bồi cho con sáng hơn, mà lại có thể từ từ ảnh hưởng đến cá nhân kia theo chiều hướng thuận lợi cho con nếu họ xử quấy với con. Cho nên cách sân thanh vừa dinh dưỡng con, vừa tránh nghiệp quả, vừa có công quả bố thí sự sáng suốt cho tha nhân. Nếu con thực hành cách sân này luôn luôn, con sẽ dần dần tiến đến sáng suốt cho đến khi biết sân thanh thật sự. Lúc ấy con có hạnh sân của Phật đó con. Vì ai chọc giận Phật, Phật sẽ phản ứng tức khắc bằng cách phóng lại cho kẻ đó chút thanh điển sáng suốt để kéo nó đi lên. Vì ai chọc giận Phật, Phật sẽ phản ứng tức khắc bằng cách phóng lại cho kẻ đó chút thanh điển sáng suốt để kéo nó đi lên. Cho nên, khi con thật biết sân trượt, linh hồn con nổi loạn tối tăm và ở trong trạng thái địa ngục. Khi con thật biết sân thanh, thì hồn con thanh tịnh sáng suốt và ở trạng thái niết bàn. Về tới ngôi Thượng Đế, con sẽ sân trượt và sân thanh cùng một lúc. Ở ngôi cha, bất cứ thể tính bản chất nào cũng thể hiện ở hai trạng thái thanh và trượt cùng một lượt. Như một bạn đạo của con, có trình độ tu chứng khá cao, nó có cơ cho ngày đêm để tới niết bàn. Cha giận nó sai, cha rầy rãi nó, có khi cha giận dữ rầy la nó ghê gớm. Nhưng cha càng sân càng rầy dữ chừng nào thì nó càng sáng càng được hưởng chừng ấy. Hào quang nó sáng chói lên và điển quang nó được cha rút lên khỏi tần số điển của chính nó, kéo nó hướng về chỗ cực thanh tịnh, khiến cho nó sáng thêm và hạnh phúc thêm. Cho nên nhìn cung cách của cha lúc đó thì kẻ sân giống như kẻ phàm trần. Nhưng sân mà lại vẫn đủ sức siêu để rút điển quang của một đứa có trình độ tiến hóa lên tần số điển cao hơn tần số của nó. Đã nhiều lần nó chứng nghiệm được hiện tượng này và hưởng trọn vẹn nhờ có trình độ tiến hóa cao, sạch hết phàm tâm, thấy được điển và biết giá trị quý báu của điển cha ban cho nó để mở rộng linh hồn đón nhận. Các con có thể hỏi lại nó cho hiểu hơn hiện tượng này. Riêng với những đứa còn phàm tâm và dẫy đầy tự ái hoặc chưa biết điển, trường hợp bị rầy như vậy nó thấy phiền bực. Thế là nó tự đóng linh hồn nó lại bởi trượt điển từ sự phiền bực đó. Vậy nên nó không biết giá trị và không hưởng được bao nhiêu. Cho nên khi cha xuống cõi trần qua đức kim thân, các con rồi sẽ thấy cha thể hiện mọi bản tính của Thượng Đế ở trạng thái thanh trượt cùng một lúc. Và đức kim thân sẽ trần mà thoát trần cùng một lượt đó con. Thưa cha, gần đây có việc trấn và thủ tục uống bùa trên thiền đường, cũng như hiện tượng Bồ Tát dùng bùa trị bệnh cho nhiều bạn tu trong phái Vu Vi với sự thuận ý của cha. Điều này khiến cho một số bạn đạo thắc mắc, nghĩ rằng tinh thần Vu Vi là tự tu tự tiến, vậy tại sao lại cần dùng bùa? Một vài bạn vì chưa hiểu đã nông nổi cho rằng cha và Tân Tân Đàn là còn hữu vi sắc tướng, là gieo rắc mê tín dị đoan trong phái Vu Vi. Xin cha giải thích rõ việc này để bạn đạo khỏi hoang mang thưa cha. Này các con, tại sao lại có việc cho trấn và thủ tục uống bùa trên thiền đường, cũng như có việc Bồ Tát tiếp điển qua sắc trần dùng bùa trị bệnh được sự thuận ý của cha ở con? Cha sẽ giải rõ cho các con hiểu.
Này các con, nếu các con biết tự tu tự tiến như các con nói, nếu các con biết thức giác tự lo đi và chịu lo đi giùm cha mà không rên xiết, không khóc than kêu réo cha cứu độ, thì cha đâu đến nỗi phải cực nhọc khổ tâm chuyển đủ thứ phương tiện xuống cứu khổ các con. Khối trượt đang khảo đảo trần gian theo đúng nghiệp lực của nhân loại, cho các con trả quả những gì con đã vay, rồi mượn những cái khổ đó dạy các con học, và cũng mượn những cái đó để đo lường trình